Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh hoạt họa mi của em nhá. Một em họa mi chuẩn bị xong hoàn thiện lông đuôi anh em nhá. Đấy, anh em có thể thấy đầu mặt rất là đẹp luôn. Và đặc biệt em này có cái dáng rất là dài anh em nhá. Anh em nào bổ kết em họa mi này thì alo cho em nhá. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Chim hot rất là tốt luôn anh em ạ. Anh em nhìn đầu mặt này. Đấy, đầu mặt rất là đẹp này các bạn ạ. Đầu mặt con này cực kỳ là phê luôn anh em nhá. Đó. Màu lông màu xanh anh em nhé, xanh bông lau anh em nhé, cực kỳ là đẹp anh ạ. Tốc độ mỏ rất là ok luôn anh em ạ. Đây, chim đang hót một mình, không có mái trống gì đâu các bác nhá. Anh em nào bổ kết em họa mi này thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhé các bác nhá. Ngoài chim ra thì anh em có cám chim anh em nhé. Cám chim thì có cám mi, cám khiếu, trào màu, chè lửa, chè than và cám tổng hợp anh em nhá. Anh em có nhu cầu thì anh em ủng hộ em nhé các bác nhá. Thank you.